Nếu như ở tập trước, chúng ta đã cùng tìm hiểu về cơ chế và cách vuốt tâm của súng lục bạc và M500, hôm nay, bí kíp Free Fire sẽ giúp cho bạn khắc phục được top 3 sai lầm dễ gặp khi vuốt tâm hai khẩu súng này nhá. Đầu tiên, top 1 sai lầm chúng ta cần nhắc đến đó là vuốt tâm lên trời. Nguyên nhân chính của lỗi này là vì bạn di chuyển tâm chưa sát vào đối phương, vòng tròn tâm vẫn còn hiện màu trắng, thì khi đó bạn vuốt lên sẽ không chính xác và đạn sẽ bay lệch hướng lên cao. Cách khắc phục cho chúng ta đó là bạn cần phải canh tâm súng lại gần đối thủ để tâm hiện đỏ lên. Với cơ chế tự động của tâm súng, khi tâm hiện đỏ hay vuốt lên để dễ dàng headshot nha. Sai lầm thứ hai dễ mắc phải khi bạn đặt tâm sai vị trí. Cụ thể, bạn đang đặt tâm quá thấp, đặt ngay ở dưới chân kẻ địch, dẫn đến tâm sẽ bị ghim vào chân và rất khó vuốt lên phần đầu của đối phương. Một bí kíp nhỏ ở đây lại đặt tâm ngang người đối thủ. Khi tâm chuyển đỏ, hãy vuốt lên trên và thổi bay đầu của chúng. Sai lầm cuối cùng chính là lực vuốt tâm không phù hợp với khoảng cách giữa bạn và đối phương. Nếu địch đứng xa, bạn cần đưa tâm đỏ lại gần và vuốt chậm. Nếu vuốt mạnh quá thì đạn sẽ đưa lên quá đầu. Nếu địch đứng gần, bạn cần điều chỉnh thao tác tay nhanh hơn để dễ dàng bắn vào đầu đối thủ. Đó là top 3 sai lầm mà người chơi mới khi vuốt tâm dễ mắc phải nhất khi dùng DE và M500. Đừng lo, hãy vào game và luyện tập thật nhiều kỹ năng vuốt tâm và sẽ có ngày bạn trở thành chiến thần Booyah nhá. Free Fire ngày mai có gì? Subscribe là biết.